Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em Lên ở đầu thì cho Quýnh nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với buổi trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh nhà Và mấy ngày vừa qua thì mọi người cũng đã thấy được rằng Một bài hát để có thể là tưởng niệm của ca sĩ do nam ca sĩ Mạnh Quỳnh thể hiện Đó chính là Lý con sáo bạc liêu Và một trong những cái tác phẩm mà thể hiện rất là ăn ý của cặp đôi người tình âm nhạc trên sân khấu suốt ba mươi mấy năm vừa qua và thật sự khi mà bài hát này được đăng lên trên kênh youtube của một trung tâm ca nhạc lớn ở bên mỹ và để khẳng định tên tuổi của Chú Mạnh Quỳnh cùng với lại cố ca sĩ thầy ai ai cũng đã thấy chỉ trong vòng một ngày thôi thầy bài hát này đã đạt được 700.000 người xem và con số này nó sẽ còn tăng lên nữa và sẽ đạt được triệu view và cái con số triệu view này nó sẽ là một trong những cái món quà thật sự là ý nghĩa đối với những người bạn thân thiết của cố ca sĩ và nó cũng thật sự là ý nghĩa đối với gia đình của cố ca sĩ. Ta nói uh, mấy ngày vừa nay uh, phía bên của cờ uh, cũng màu mè lắm, bài đặt rồi uh, cũng chạy theo những cái điều ảo diệu, à, rồi cứ tưởng đâu là hả mình là đạt ở cái level hay là cái đỉnh điểm gì đó à, để cho uh, cái bài hát của mình lọt tốt thịnh hành rồi đạt được triệu diêu. Ta nói uh, cái triệu diêu đó của cờ á. Uh, nó không bao giờ mà nó lay động được quý vị khán giả cũng không bao giờ mà nó in hàng dấu ấn hoặc là nó đánh giá tên tuổi của cờ cao được bởi vì sao thực lực thì không có chỉ toàn là dùng những cái chiêu trò để có thể là tự bi ai và đánh bóng tên tuổi cho mình còn ở cái khía cạnh của cố ca sĩ và chú mạnh quỳnh thì mọi người cũng đã chứng kiến ấy người ta có làm gì không ạ dạ không người ta chỉ cần đăng lên thôi rồi quý cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước trên khắp mọi miền đất nước ai ai cũng ghé vào xem và ủng hộ không cần phải kêu gọi không cần phải bi ai hay là bất cứ một cái điều gì cả vậy mà người ta vẫn lọt tốt thịnh hành trong vòng hai ba ngày thôi thì thử hỏi mọi người rằng là cái tầm cỡ nào của cờ mà có thể là sánh vai hay là có thể là so sánh cùng với lại cố ca sĩ ta nói một người mà có thâm niên kinh nghiệm ba mươi mấy năm vừa qua rồi người ta không thích thể hiện thôi chứ người ta mà thể hiện thì ai ai cũng ngỡ ngàng nhưng mà vì sao vì họ là những người sống có tâm có tầm có cái tấm lòng chân thành người ta cho đi chứ người ta không thích nhận lại và người ta cũng không thích phô trương hoa mẻ giống như là bản thân của cờ và chú bào cũng giống như là bác ba ta nói á bác ba là cái người muốn rút lui bác ba là cái người muốn kết thúc cái câu chuyện này và bác ba không muốn liên đới gì đối với cờ hết nhưng mà bác ba ở trong một cái thế bí bác ba phải chấp nhận theo bởi vì cái người em kết nghĩa của bác ba đó chính là chú bầu bây giờ có một cái sự ràng buộc dây mơ rẻ má đối với cờ cho nên buộc lòng cực chấn đã lắm Bác ba mới thể hiện nở nụ cười Tươi rói đối với cờ Chứ còn thực ra ở bên ngoài đời Phần bác bác đi, phần con con đi Có nhiều lúc bác ba tâm sự với người này Người kia nói rằng là bác ba chán chường Bác ba e chị Bác ba nhục nhã cho cờ quá Bác ba cũng không ngờ rằng là gia đình của cờ Lại rối rem giống như là tơ vò như vậy Và bác ba cũng không thể nào tưởng tượng được Một cái gia đình nó lại không có nóc như vậy Cờ đâu có biết được những điều đó Chứ có bác ba và những người thân cận của bác ba mới có thể là hiểu Chứ nhưng mà lỡ đi chung bè chung xuồng rồi Bác ba không có một cái con đường nào để lùi bởi vậy ta nói bắt ba lao tâm khổ tứ lắm bây giờ lùi cũng trả được mà tiếng cũng chẳng xong ta nói làm cho nó qua loa làm cho nó có đại khái đi làm cho nó qua chuyện thôi chứ họ đâu có muốn trao dồi hình ảnh hay là đâu có muốn giúp đỡ cho cờ bởi vì sao cờ lúc nào cũng mang cái danh được gọi là bạc bẻo rồi đối xử với ăn nhân của mình nó tệ hại rồi cho nên rằng là bác ba cũng về chừng lắm bác ba là cái người rất là thông minh bác ba rất là khôn lõi và bác ba rất là hiểu tường tặng đường đi nước bước của cờ nhưng chỉ qua rằng là Bác ba không thể nào nói ra được Bởi vì xung quanh cờ Bộ cần cần của cờ đông và mạnh quá Cho nên bác ba làm ra Thì người ta sẽ có cái để mà nói lại bác ba Chứ nhưng mà mình tin chắc rằng là đến một lúc nào đó Bác ba cũng sẽ chọn cho mình một cái con đường chuồng Bởi vì giờ á Thì dù gì đi chăng nữa Cũng còn có cái kế để có thể là kiếm ăn Thứ hai á là cũng còn cái để có thể là bu bám vào Và cái scandal này người ta lúc nào cũng muốn cho cái câu chuyện nó cao trào Cho nên mọi người đã thấy đấy Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng muốn cho cái câu chuyện kết thúc mà phía bên của cờ đâu có muốn kết thúc bởi vì bản thân của cờ chỉ thích tiền và tiền em ấy nghĩ rằng là trong cái scandal này lấy cố ca sĩ ra để có thể là làm bàn đạp thì tất nhiên bản thân của em sẽ thu lợi nhuận về nhiều cho nên cái người mà người ta tính toán á mọi người người ta thiệt hơn từng chi ly từng xíu xíu một bởi lẽ bản thân của cờ làm gì mà vượt mặt hơn chú bào được chú bào có thể vẽ cho cờ đi nhưng bản thân của cờ đã bị phía bên của chú bảo nắm được cái thốp rồi cho nên dễ gì dễ gì mà qua mặt được chú bảo ta nói bây giờ chú nói đi đằng đông là phải đi đằng đông mà đi đằng tay là phải đi đằng tay không có dám cãi lại một lời nào cả và đó là một trong những cái kết cục mà những cái người mà luôn sống bạc bẽo luôn sống mà không có tình có nghĩa thì phải bị như vậy thôi Nói thẳng ra với mọi người á Bản thân của cờ thì đã nhận đầy đủ cả tiền Và bản thân của cờ và bộ kênh kênh của cờ cũng đã từng tạo ra biết bao nhiêu là cái cớ Biết bao nhiêu là cái lời thiêu dệt để hạ có uy tín của cô ca sĩ cũng giống như là ekip của cô ấy Mà người ta không hề biết luôn mọi người Cho nên nó đau đớn là đau đớn ở chỗ đó Một bên một khía cạnh thì họ xem cờ giống như là con là cháu ở trong nhà còn cái khía cạnh của cờ thì chỉ xem rằng là cố ca sĩ giống như là một cái núi tiền để cho gia đình của cờ bào ta nói bào từ trên xuống dưới bào từ năm này qua năm kia suốt 6 năm vừa qua dạy mà đến lúc cố ca sĩ đi người ta bạc bẽo người ta ẩm trọn cái số tiền của mình người ta dứt áo người ta ra đi dạy mà cũng đâu có để yên họ quay lại họ quay sang ngang họ kể lể họ nói họ đặt liều rồi họ muốn cho phía bên kia vẽ ra cái câu chuyện để có thể là hạ bệ danh dự và uy tín của cố ca sĩ khi cô ấy vừa mới ra đi mãi mãi thử hỏi mọi người rằng là những điều đó ai có tháo hay là không và những điều đó bây giờ phải làm sao để có thể là lấy lại cái danh dự cho cố ca sĩ ba mươi mấy năm vừa qua sống một cuộc đời rất là tĩnh lặng rất là âm thầm làm những cái nghĩa cử cao đẹp cho đời giúp cho người không ai biết dạy mà đến lúc nhận cả gia đình của cờ chỉ vì những cái đồng tiền nhỏ nhặt của cờ và gia đình của cờ thiêu giờ cho cho cố ca sĩ để rồi đặt điều vu oan giá hoại cho cô ấy rồi bây giờ người ta cũng đâu có để cho cố ca sĩ yên Biết bao nhiêu lần cờ đã âm thầm và làm ra những cái sự việc rồi đăng lên trên mạng xã hội Kể cả cái nơi thờ phụng của cố ca sĩ để cho cộng đồng mạng người ta bủa vai vào Người ta nói rằng là hãy nhìn đi, hãy nhìn đi, cờ có hiếu thế này thế nọ Mà tại vì phía bên ekip của cố ca sĩ là họ đối xử tệ với cờ thế này thế kia Ta nói với mọi người á Thiệt sự luôn á là phía bên của cố ca sĩ người ta nhăn nhượng hết sức có thể luôn Người ta im lặng mà đến nỗi chị Diễm nói thật sự là Cái sức chịu đựng của chị Diễm là nó lên đến cực độ luôn Chị ấy là một người mà có tâm, có tầm Chứ nếu như chị ấy là một cái người mà thích săn si Chị ấy là một cái người mà thích Làm cho nó sáng tỏ cái sự việc Thầy nói thẳng với mọi người Rằng là gia đình của cờ làm gì mà có cái cơ hội Để mà ngước mặt lên nhìn người, nhìn đời như hiện tại bây giờ Vậy mà người ta không biết điều Người ta không biết ơn biết nghĩa Ta nói á Quay đi quẳng lại Không có ai giúp đỡ cho mình Cái xoay sang cái báo phiếu vào chú ba với lại bác bầu Họ biết được cái cơ hội của họ là như thế nào Họ muốn báo phiếu vào Để họ có thể là họ lợi dụng vào bác ba Nhưng mà thực chất á Bác ba là cái người Không phải là dễ ăn đâu cho nên rằng là bản thân của cờ muốn mà để cho bác ba tin cậy mình Thì còn rất là lâu và rất là khó Bởi vì bản thân của em á thì là một cái người bạc bẽo rồi Chú ba với lại bắt bầu là quá hiểu em rồi Nhưng mà người ta thấy được rằng là vẫn còn thu lợi nhuận Từ chính bản thân của em Cho nên người ta mặc kệ cái lời dị nghị đó Chứ người ta quay xe, quay lưng nó đâu mấy hồi Cũng không có ai trách khứ gì họ được Bởi vì họ chỉ là người dân nước lạ cho dù có ai biết đi chăng nữa thì họ cũng không dám lên tiếng để mà nói bởi vì sao trên cái danh nghĩa dù gì đi chăng nữa cũng đã giúp đỡ cho cờ rồi trên cái danh nghĩa rằng là cũng đã cho cờ rất 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 là nhiều lần đứng trên sân khấu rồi ủa cảm ơn mang ơn họ không hết nữa mắc mới gì quay sang tối thế này tối thế kia bởi lẽ họ đã dùng một nước cờ nhưng mà đi đến hai cái điểm đến bởi lẽ cờ làm gì mà có cái cơ hội để có thể là vụt sáng bây giờ cờ chỉ là một ngôi sao vụt tắt trên cái bầu trời xám xịt mà thôi nói đơn giản cho quý vị khán giả có thể hiểu được rằng là cuộc đời này sống mà có ơn có nghĩa sống mà biết trước biết sau thì tổ nghiệp họ còn phù trợ độ trì cho mình, họ còn giúp đỡ cho mình có được cái kế sinh nhai, còn cái vấn đề mà mình vô ơn bạc bẽo quá thì cho dù mình có lấy nhanh gọn lẹ cả núi tiền để chân nữa. Thì cái núi tiền đó cũng sẽ bay bất biến Và tương lai của mình cũng sẽ mịt mờ Và đây là một trong những cái điển hình Mà có khá là nhiều người cũng đã từng mắc phải Và đến bây giờ tên tuổi của họ đã bị lu mờ Và tương lai của cờ thì cũng y chang như vậy Ok cái video của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây Nếu thích cái video của Quýnh Nhà Thì các bạn có thể like, share, subscribe, đồng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ à. Chào tạm biệt ạ à.